Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Win Tran Official. Với những quý vị nào lần đầu tiên xem chương trình này, tôi là bác sĩ Win Tran, là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp, đang khám chữa bệnh tại California, Hoa Kỳ, và tôi cũng là giảng viên trường đại học y khoa và đại học dược khoa. Kính thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về chữa đau bằng nhiều cách, uống thuốc, sức thuốc, phẫu thuật, tập vật lý trị liệu. Và trong những cái buổi nói chuyện về video này, tôi đặc biệt chỉ cho quý vị xem những cái bài tập trị liệu để giảm đau. Và song song với những bài tập này, tôi nói tí xíu về cái bệnh của cái loại đau đó. Và hôm nay chúng ta nói về bệnh đau khớp. Quý vị biết là khớp gối là một trong những khớp lớn nhất và là một trong những khớp quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Và đau khớp gối là có rất là nhiều lý do. Viêm thoái hóa khớp, bệnh gút, chấn thương, sưng phù nước, có rất là nhiều lý do. Vì vậy, chữa đau khớp gối, cái quan trọng nhất của quý vị, và tôi muốn nhắc lại là khi mà chúng ta bị đau khớp gối, quý vị đi gặp bác sĩ liền. Tại vì chuẩn đoán đúng đau khớp gối là cái bước đầu tiên để chữa đau. Thành ra những cái bài hướng dẫn và trị liệu này là sau khi quý vị đã đi gặp bác sĩ và được bác sĩ hướng dẫn là về nhà tập trị liệu để giảm đau. Và tất cả những bài tập trong cái video này cũng giống như những là video sau này, chỉ là gợi ý, và cái điểm quan trọng nhất là bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn cho quý vị. Tại vì ở mỗi người đau có thể là do khác nhau, và ở mỗi người chúng ta cần một cái bài tập khác nhau. Khớp gối của chúng ta, quý vị hãy xem. Đây là anh bạn của tôi. Khớp gối của chúng ta có 4 cái xương, trong đó xương bánh chè, xương đùi, xương ống chân, và trong đó một cái là xương mát và một cái là xương chày. Và chúng ta có khoảng 13 cái cơ bắp ở xung quanh cái khớp gối chúng ta. Một điểm quan trọng khi mà tôi chỉ cái khớp gối ấy, là nếu mà chúng ta đau ở khớp gối này, chúng ta có thể đau thêm những cái khớp khác mà chúng ta không biết. Tại vì quý vị hãy xem, khớp háng, khớp cổ chân, mà quan trọng hơn là cái lưng chúng ta. Thành ra những cái bài tập mà tôi hướng dẫn về khớp gối, quý vị thấy là nó không đơn giản là khớp gối, mà còn giúp cho chúng ta giảm đau ở những cái khớp khác. Cái điểm đầu tiên của đau khớp gối mà dùng trị liệu để chữa trị là chúng ta tập những bài tập để tăng cái khoảng vận động. Tiếng Anh nó gọi là range of motion. Khoảng vận động là như thế nào? Là như thế này. Khi mà chúng ta bị đau khớp gối, cái khoảng vận động của chúng ta bị giới hạn. Chúng ta bị sưng lên. Quý vị tưởng tượng sưng rồi thì chúng ta không có làm như vậy được, và chúng ta không có thoải mái di chuyển được. Thì tập trị liệu sẽ làm tăng cái khoảng này. Và khi mà chúng ta tăng rồi thì từ từ cái cơn đau nó sẽ bớt đi. Cái điểm thứ hai là tăng sức mạnh các cơ ở cái khớp gối. Những cái cơ này, khi mà khớp gối chúng ta bị đau, những cơ này làm việc nhiều hơn, ít hơn. Tại vì một số cơ sẽ làm nhiều hơn, một số cơ sẽ ít hơn. Và cái sự liên kết hỗ trợ của những cái cơ này không có làm tốt giống như là chúng ta chưa có bị đau. Cái việc tập vật lý trị liệu hoặc là tập trị liệu giảm đau sẽ giảm cái cơn đau bằng cách giúp cho những cái cơ này khỏe hơn, và những cái cơ này làm việc chung với nhau tốt hơn. Và một điểm khác nữa là tập trị liệu như thế này khiến cho máu huyết chúng ta lưu thông tốt hơn. Và khi mà có máu, oxy và chất dinh dưỡng tới những cái khớp nó bị đau thì cái việc chữa đau thực hiện nó dễ hơn. Quý vị cũng nhớ là khi mà chúng ta tập khớp gối xong, quý vị cũng nhớ tập những cái khớp khác giống như tôi chỉ trong cái bài tập này. Rồi bây giờ chúng ta nói là tập như thế nào là đúng. Cái tập đúng quan trọng nhất là tùy vào mỗi bệnh nhân. Thành ra tôi nhắc lại những cái bài tập mà tôi hướng dẫn ngày hôm nay chỉ là gợi ý, và quý vị cần phải gặp bác sĩ trước tiên để xem là chúng ta tại sao bị đau khớp gối. Như vậy có 4 điểm quan trọng nhất là quý vị tập chậm và từ từ. Tôi nói chậm ở đây là một lát tôi cũng chỉ luôn. Rất là chậm. Tại vì với người bình thường, ví dụ như tôi chạy bộ, đá banh, làm nhiều thứ, thì cái việc tập khớp gối
cũng giống như quý vị ở đây không có khó, nhưng mà chúng ta 70 tuổi, chúng ta 80 tuổi, chúng ta bị nhiều cái bệnh thì quý vị cần phải tập rất rất là chậm cho tôi nha. Và thứ hai là tập nhiều lần trong ngày. Tôi khuyên quý vị ít nhất là từ 20 cho tới 30 lần trong một ngày, nhưng mà ngắn thôi, thì 10 giây thôi, và tập chút. Giống như chúng ta tiết kiệm tiền vậy, chúng ta làm mỗi ngày một chút xíu thì cái khớp chúng ta sẽ tốt hơn. Và khi mà chúng ta tập, chúng ta nhớ quan sát cơ thể chúng ta xem là chúng ta có khó thở hay không, chúng ta có bị những cái gì khác hay không. Tôi khuyên quý vị khi tập, quý vị cần có ai đó tập trung theo dõi hoặc là giám sát. Và đây cũng là lý do tại sao mà tôi thường gửi bệnh nhân tới tập vật lý trị liệu hoặc là tập trị liệu giảm đau trước. Tại vì chúng tôi có những cái chuyên viên để chỉ và theo dõi lúc quý vị tập. Nhiều khi chúng ta cố gắng quá, chúng ta ráng tập cái này nhưng mà tim chúng ta đau, chúng ta ra mồ hôi, thì chúng ta không có nên tập quá mức như vậy quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta nói về trị liệu tập chính xác khớp gối như thế nào. Có hai cái cách tập trong khớp gối và nhìn chung luôn là cái đầu tiên là bài tập giãn cơ. Chúng ta tập cho những cái cơ chúng ta giãn ra. Và bài tập thứ hai là tập tăng sức mạnh cơ bắp. Và khi mà tăng sức mạnh rồi thì nằm, chúng ta sẽ tăng được cái khả năng chống đỡ, bảo vệ và làm việc hiệu quả hơn. Như vậy, cái phần đầu tiên một lát tôi sẽ hướng dẫn là phần giãn cơ, và phần thứ hai là tập tăng sức mạnh cơ bắp. Rồi, quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tập nha. Xin chào quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập. Cái bài tập đầu tiên là tập giãn cơ cho những cái nhóm cơ ở xung quanh đầu gối chúng ta. Đầu tiên, quý vị có thể ngồi, đứng cũng được. Nhưng mà cái cơ mà chúng ta muốn giãn ra đầu tiên là bắp chuối. Quý vị cũng nhớ là đùi chúng ta có rất là nhiều cơ bắp, mà cái nhóm đầu tiên là nhóm ở cái cơ bắp chuối chúng ta. Quý vị có thể để chân trên một cái điểm tựa như thế này, khớp mắt cá của chúng ta nó thả lỏng như thế này. Quý vị có thể dùng tay, hoặc là quý vị có thể lấy cái sợi dây như thế này và kéo. Và khi mà kéo giữ 10 giây, bắt đầu tập nha. Quý vị có thấy là cái cơ bắp chuối chúng ta như này nó căng lên. Nhớ là kéo vừa vừa thôi, nó hơi khó chịu thì chúng ta dừng lại, đừng có ráng sức. Quý vị kéo vừa phải, nghe tôi dặn, tập trị liệu là phải tập nhẹ vừa phải. Rồi, 10 giây. Ok, thấy dễ không? Cái thứ nhì là tập massage, thả lỏng thư giãn khớp đầu gối chúng ta, hay còn gọi là xương bánh chè. Quý vị xem cái xương tôi nó chạy tới chạy lui, thấy không? Cái này bình thường nha, không sao hết. Đây, rồi, quý vị thấy không? Này, thì tập như vậy giúp cho cái vùng đầu gối chúng ta bị xương nó sẽ bớt đau hơn. Như vậy đó là bắp chuối, đó là cái vùng trên đây. Bây giờ tới cái nhóm cơ đùi trên là cái phần này. Thì khi mà chúng ta kéo giãn cái này, nó làm cho cơ bắp chúng ta thả lỏng ra. Và khi mà chúng ta kéo giãn cái vùng cơ dưới này cũng khiến cho máu huyết nó lưu thông tốt hơn. Bây giờ làm sao chúng ta kéo giãn cái cơ bên dưới đây? Quý vị cũng ngồi như thế này. Và bây giờ chúng ta kéo lên. Quý vị thấy là ở dưới chân chúng ta, quý vị sẽ thấy nó căng lên. Đây là cái cơ dưới đùi chúng ta. Và chúng ta giữ, chúng vị chỉ cần giữ khoảng chừng 10 cho tới 15 giây. Rồi sau đó thả xuống. Rồi sau đó giữ, thả xuống. Thì đó là cái bài tập kéo cái nhóm cơ ở phía sau đùi của chúng ta. Rồi bây giờ tới cái bài tập kéo giãn cơ ở phía trước đùi thì như thế nào. Cái này nó hơi khó tí xíu. Quý vị có thể đứng cũng được, quý vị có thể ngồi cũng được, nhưng quan trọng nhất là chúng ta kéo như thế này. Bây giờ quý vị xem. Rồi, quý vị có thể nằm xuống. Đây, kéo nó lên như thế này. Và khi kéo, như quý vị thấy cái cơ chúng ta ở đây nó trước nó căng ra. Và giữ khoảng chừng 10 cho tới 15 giây. Kéo lên. Ok, không có khó đúng không nè. Cái quan trọng nhất của những cái bài tập này là làm cho chúng ta
thả lỏng cơ ra và làm chúng ta thấy cảm thấy những cái cơ này nó được massage, nó nhẹ ra. Thì đó là cái nhóm bài tập đầu tiên là thả lỏng cơ. Bây giờ tới thứ nhì là làm sao tăng cường những cái cơ bắp này. Cái bài tập tăng cường đầu tiên á mà tôi muốn hướng dẫn quý vị đó là cái bài tập đùi trên. Quý vị để đây dưới đây. Rồi, chúng ta sẽ tập bằng cách nào? Căng nó lên. Căng lên. Quý vị thấy là khi mà chúng ta làm như vậy á thì những cái cơ đùi trên của chúng ta như thế này nó cứng lên. Và quý vị không có cần phải để cao, khoảng chừng 10 cho tới 15 độ thôi. Đó. Nếu mà chúng ta để cái đồ lót dưới đây, lót cái đầu gối thì khoảng chừng 10 tới 15 độ. Và giữ nó. Quý vị thấy nó căng hơn, bắt đầu nó sạch căng lên như thế này đúng không? Thì đó là cái bài tập đầu tiên để tăng cường cái cơ ở đùi trên. Bài tập tăng cường thứ nhì cũng rất là đơn giản. Quý vị nằm như thế này, nhìn lên đây. Và 1, 2, 3 đưa lên. Khi mà chúng ta tập như thế này, quý vị thấy cái cơ ở đùi dưới chúng ta căng lên. Và quý vị có thể giữ trong vòng 5 tới 10 giây. Thấy không? Nó chỉ đơn giản như vậy. Như vậy ở trên, ở dưới căng rồi. Rồi bây giờ cái này của chúng ta sẽ như thế nào? Bài tập mà bắp chuối thật sự có nhiều cách quý vị có thể tập. Nhưng mà một trong cách mà tôi khuyên quý vị đơn giản nhất luôn á là quý vị chỉ cần đứng lên, ngồi xuống. Ở cái bài tập này quý vị có thể nhón chân lên, đứng lên, nhón lên rồi hạ xuống. Bằng cách này quý vị có thể thấy là cái bắp chuối của chúng ta nó co, quý vị có thể thấy nó căng lên như thế này. Tập kế tiếp để tăng cường cái nhóm cơ ở bên ngoài đùi của chúng ta, bên ngoài lẫn bên trong. Đây là một bài tập rất đơn giản, quý vị có thể tập lúc mà nằm. Quý vị cũng nhớ bây giờ chúng ta đã tập xong kéo giãn cơ bắp chuối đùi trên, đùi dưới, bây giờ tới bên hai bên hông đùi. Quý vị có thể nằm xuống như thế này, vừa coi phim vừa tập cũng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái bài tập này là giữ cái khớp hông chúng ta ổn định và giữ bụng của chúng ta thẳng như thế này. Rồi quý vị có thể làm như thế này, giữ ổn định, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào. Và đưa như thế này, giữ khoảng chừng 10 giây và sau đó đổi chân. Thì đa số những cái bài tập mà tôi hướng dẫn quý vị ở đây á, quý vị có tập 5-10 giây và nếu được thì kéo dài hơn 20 giây nhưng mà sau đổi chân. Và cái quan trọng nhất là tập nhiều lần trong ngày, có khi 50 lần, có khi 100 lần trong ngày. Việc tập liên tục như vậy khiến cho những cái cơ của chúng ta liên tục thả lỏng, co giãn rồi được tăng cường. Và như vậy thì cái hiệu quả về lâu dài của trị liệu giảm đau sẽ tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tham dự chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi. Và những cái bài tập này chủ yếu là gợi ý và hướng dẫn quý vị. Quý vị nhớ gặp bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu để xem chúng ta bị đau là vì lý do gì. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một cái buổi sáng an lành. Tôi thu hình trực tiếp từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ.